Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Nopon Chakun. Thì hiện tại là cái trụ sở mà cái nhà máy mà chế làm quà để mà tặng cho mấy bé của ông già Noel á, hiện tại là ở Bắc Cực mà đang bị tuyết lở chôn vùi hết rồi mọi người. Đó, thì ông già Noel ổng cầu cứu tôi. À, thì tôi phải bay một mạch một cái Bắc Cực để mà xây lại cho ổng một cái nhà máy mới. Đây. Hiện tại là đây. Đó, nhưng mọi người coi này không, tuyết nó sang bằng hết tất cả luôn. Ôi tội quá, nên là bây giờ tôi phải xây lại cho ổng một cái mới thôi. Rồi ok, thì ở đây là tôi mới tạm thời tôi xây được có một cái căn nhà cho mấy bọn yêu kinh lùng để mà ở thôi. Đây là nhà của bọn yêu kinh lùng nè. Ôi, có một bé này dễ thương ha. Rồi ok, rồi bây giờ tôi đi xuống tôi sẽ xây clip. Đây mọi người thấy yêu kinh lùng quá trời luôn đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ đâu có nhà máy để mà chế tạo quà cho mấy bé nữa đâu. Đó, bây giờ tôi phải làm càng nhanh càng tốt, tại vì sắp tới Noel rồi. À, phải làm càng nhiều cái lộn càng sớm càng tốt để mà tới đó thì ông già Noel mới có thể tạo được quà để tặng cho mấy cái bé ngoan chứ. Đấy. Rồi này là cái gì đây, giống như cái cái chắc là cái nhà nữa, chắc là một cái nhà nữa. Ok rồi mọi người coi nè, đó thấy không, nó sang bằng hết tất cả luôn mà, biết lỡ này ghê thiệt đó chứ. Đó, luôn tí từ trên mấy khu này rồi đó, tí từ trên mấy khu này xuống nè mọi người, hàng chứ mọi người thấy không, tí không, tí hồi trước trên này nhiều lắm mà bây giờ nó chỗ cái núi có núi không là hiểu rồi. Đấy, ok rồi tiếp luôn, bây giờ tôi sẽ xây hết mấy cái thứ này để coi mấy cái thứ này là mấy cái thứ gì. Thật ra bây giờ mà kêu ngồi dịch thì cũng hơi ngồi mà coi cần thứ thì cũng hơi quải nha. Đây là cái xưởng làm đồ chơi, đúng rồi, đây là cái xưởng làm đồ chơi. Bọn yêu kinh nó sẽ vô đây, nó sẽ làm đồ chơi nè, đó mọi người thấy không. Đây là những cái đồ chơi mà sẽ được tặng cho những các bé ngoan nè. Đấy. Ok. Rồi bên này đó, cái này là cái gì đây? Woodshop hả? Woodshop. Cái này chỉ là cái sân sau thôi mà chứ có gì đâu. Hết hồn. Để coi lượm được cái này càng xây vô trong không biết lượm được có nhiêu tiền không, nhưng mà thấy có vẻ như cũng vậy. Không có gì đâu. Nói chung là cái hộp quà thì nó chỉ cho mọi người là có 15 tiền thôi. 15 tới 30 tiền. Hả? Chỉ có nhiêu đó thôi, cho dù mọi người có xây full hay không gì nó cũng như đó. Hôm nãy giờ cô xây quá trời này không, cô cũng lượm được cũng chỉ được có 15 tiền thôi. Hơi bèo nha, hơi bèo. Một cái station, một cái trạm. Lối vào cái trạm gì đó. Lối vào của một cái trạm. Cái trạm này có phải là cái trạm mà để xây không, station này là giống như là tàu hỏa đúng không? Xe lửa đúng không? Nè, F station nè. Đúng rồi, xe lửa. Wow. Có luôn. Rồi trong này nói chung là đầy đủ hết đó mọi người. Ôi, cái này không phải cô thiết kế nha, cái này là ông già Noel ổng đưa ra bản vẽ, cô chỉ hỗ trợ ổng làm lại thôi. Đấy. Mọi người coi nè. Ủa rồi xe đâu? Ủa rồi có cách nào để gọi xe không? Xe lửa đâu? Ủa khoan, mà quan trọng là yêu kinh nó vô trong này để làm cái gì? Ấy trời đất ơi, sao chết? Kia. Không hiểu tại sao chết luôn á. Chắc là trong đó có điện mọi người. Chắc đây là cầu điện chứ không phải cầu lửa, cầu điện nha, cầu điện đó, nên đụng vô là chết. Quá nguy hiểm. Rồi, đi lượm kỳ ha. Mọc nào mọi người thấy không? Đó, bây giờ là cứ một giây là tôi kiếm được khoảng, cái này là nó căng như thế này, tôi thấy là nó căng theo kiểu là nửa giây nha. Nửa giây nó căng lên tầm chừng 200, nửa giây tầm chừng 200 là một giây là 400 ấy. Một giây 400 thì cũng được, nói chung là bây giờ tiền đi lên đi xuống thì nhiêu đó thì nó cũng cầm cự được. Có lúc thì cầu mong thì khoảng chừng nhiêu đây thì tôi có thể xây xong hết được cái khu này cho ông già Noel. Đấy, để ổng kịp thời gian để ổng tặng quà cho mấy bé chứ. Rồi, ok. Rồi phải xây ở trên này nữa hả trời. Dữ vậy trời. Ôi hàng rào bằng kẹo nữa chứ. Kẹo dù. Ừ, kẹo dù đi cũng được. Đấy, này là gì đây cả? Lâu đài của ông già Noel. Xây lâu đài của ông già Noel luôn. Kinh. Không hiểu tại sao lâu đài của ông già Noel mà vẫn bị biết lỡ sạch. Biết lỡ trơn, ngộ thì cái chứ. Chắc hồi đó xây bằng cái trời đất ơi. Chắc hồi đó xây ông nào ông thầu ông xây xây không ra hồn á. Bây giờ khu xe là bảo đảm là đâu ra đất. Cái gì vậy trời? Trời đất ơi là trời. Ôi giời ơi, không lên được. Phải lên cao thêm một chút nữa. Ok.
Đó, hồi đó ông nào ổng thầu thì có chứ, ông nào ổng thầu ổng xe ẩu ghê, ông mới tiết lỡ phát là nó chôn vùi hết mọi thứ luôn, tan quang hết. Giờ tôi xây lại thì chắc là tôi sẽ xây ok hơn, ok hơn mấy cái ông trước. Santa, ồ cái này giống như trong Harry Potter ấy nha. Ở dưới này là mấy học sinh đang ngồi, ở trên này là mấy thầy cô đang ngồi. À, còn trong này là ở đây là ông già Noel ông sẽ ngồi ở đây, còn yêu kinh ông sẽ ngồi, đám yêu kinh sẽ ngồi ở dưới này. À, ủa mấy cái cục này là mấy cái cục gì hả? À bức thư hả? À đây là thư nè mọi người, ông già Noel ổng ở đây ổng duyệt thư. Ồ ổng duyệt thư rồi sao mọi yêu kinh ngồi dưới ăn một cái thứ gì á. Rồi tiếp luôn. À, trời ơi, cô còn có 161.000 à mọi người ơi, hết tiền. Ủa, cái này là gì? Đường đi lên đó hả? Sao đâu ra nhiều vậy? Ôi dồi ôi, trời ơi, tôi xây xong cái này chắc tôi hết 100 mấy chục ngàn của tôi luôn. Quá khủng khiếp. Xây xong hết cái này hết chắc hết 100 mấy chục ngàn của tôi luôn á chứ. Ở trên này là gì nữa? Ủa, khoan cái tòa lâu đài giờ nó sao kỳ cục vậy? Ủa? À, đây. Ok. Còn gì nữa không ta? Phải có cái chỗ nào đó để xây tiếp chứ, giờ trên này đâu thấy cái gì để xây thêm nữa đâu. À còn bên này nữa, phải xây đủ 4 phía. À phải xây đủ 4 phía thì may ra. Đó, một phía nè, xây một cái nữa nè. Đó, xây đủ 4 phía thì nó mới hiển thị thêm nút cho mình nha. Rồi, đi lên luôn. Đấy. 4 góc. Ôi mẹ. Hào quá. Xây xong cái đống này nó hào quá. Thiệt ào lắm luôn á. Tề. Còn có 120 mấy ngàn thôi. Hết tiền rồi. Ôi dồi. Hỏi mấy cái này chắc tôi xây sau đi. Chứ giờ tôi xây mấy cái này xong tôi hết tiền, tôi xây mấy cái thứ phía dưới nó cũng vậy. Khó thật chứ. Khoan để bây giờ đi lên thử coi ở trên này có cái gì để xây thêm nữa hay không nè. Ồ xây cái roof nha mọi người. Cái này là trên này là xây cái mái nè. Ôi biết rơi dày đặc luôn á. Thôi đi xuống để có bao nhiêu tiền rồi. Ui 91.000. Ngon. Vẫn ổn nha. Ôi người ký diện thích người ký hai mắt, còn không thì người ký một mắt như quá giật với vậy trời. À mấy cậu ký. Ơ xin lỗi chứ ở đây đâu cần mấy cậu ký đâu, nãy giờ chưa mua cái này mà ký nó vẫn rơi dày đặc luôn á chứ. Thiệt nên là đâu nhất thiết phải mua làm gì. Ôi đất ơi. Con này là gì đây? À chuồng của Cần Lộc mọi người. Đây là cái chuồng của Cần Lộc nè. À, 5.000 mấy. Mọi người thấy nó phê chưa? Rồi lên được 164.000 rồi. Bây giờ lấy đi xe cái mấy cái thứ này thôi. Rồi. Đây Cần Lộc đi nè mọi người. Y như con nai vậy. Y như con nai không khác gì. Ủa Cần Lộc này mình lái được hả? Đây Cần Lộc bay mà. Ừ đúng rồi. Ủa nhưng mà khoan, nhưng mà điều khiển bằng cách gì? Ủa tính ra là con này tôi điều khiển được không? À không phải điều khiển nha mọi người, chủ yếu là leo lên trên cao vậy thôi chứ không có điều khiển được nha. Rồi xong nó chởn luôn rồi, nó đâu đi xuống được nữa. Ơ kìa, kỳ vậy, cũng phải đi lên đi xuống chứ. Rồi xong mọi người ơi, bây giờ nguyên cái khoảng không ngay cái chỗ này, tôi nghĩ là xây cái gì đó nó cũng rất là khủng khiếp luôn nè. Xây cái gì chỗ đó nó cũng rất. Cái gì đây, cái này là cái gì hồi nãy chưa kịp nhìn. À workshop. Cái chỗ này là cái chỗ để chế tạo đồ chơi nè. À, hoặc là cái chỗ này là cái chỗ để vận chuyển quà đúng không? Có nghĩa là đồ chơi là cả ở ngoài kia nhưng mà vô trong này là đóng gói. Cũng có thể lắm. Thôi cứ xây đi được tính tiếp. Đáng già đáng non chi cho khổ. Đây. Đó, bây giờ trong này cứ một cái nút là 6.000. Ôi mẹ ơi, một cái nút là 6.000. Rồi đây 7.000. Cái gì thế này? Workshop spare. Chỗ này đi đâu đây? Chỗ này đi đâu đây? Workshop. Ôi cứ mua đã rồi tính tiếp. Đi khoan. Không biết trong này mình có đi vô không được. À, chỗ này không vô được. Hú hồn. Cứ tự
Nó tưởng đâu đi vô trong đó ra mình mở mở thêm một đống nữa chứ. Trời ơi, chắc đuối chết luôn á. Trời ơi, tuyết gì mà nó điều hòa vậy? Tuyết gì mà nó trong này, trong cái tòa lâu đài, trong cái chỗ cái workshop cái xưởng này vậy? Ok. Rồi. Ok, thấy không? Hồi nãy cô mới có 200 mấy mà cô mới xây có vài cái thôi, bây giờ cô còn có 152.000 à mọi người. Trời ơi, quá khủng khiếp. Thật sự luôn, không bây giờ không biết 150 mấy ngàn này cô có thể xây hết được trong cái trong cái workshop này không nữa nè. Còn cái tòa lâu đài, còn ba, còn cái tòa lâu đài cô chưa xây nữa đó chứ. Rồi bây giờ là cái 8.000 luôn rồi, kinh khủng khiếp. 8.000 rồi, 7.000 được đây, 7.000 mấy đây. Trên này chắc không có cái cửa này, chắc để chân thôi đúng không, cũng mong là thế. Rồi ok, còn một bên, còn một phía bên kia nữa là cô sẽ xong được cái workshop này. Workshop à, chắc không, chưa, còn dưới này nữa đây, ABC block. Rồi phía bên này nữa, 9.000 luôn rồi mọi người ơi, 9.000 rồi. Còn phía bên kia nữa kìa, ôi mẹ ơi, chưa xong cái khu này luôn hả? Tôi tưởng cái khu này cho nó xong nhanh luôn đi chứ. Cái gì, bao nhiêu kỳ? 7.200 đúng không? Ừ, hết hồn, cứ tưởng nhìn sơ qua cứ tưởng 72.000 chứ. Ôi, xây bụng muốn tái mà hồi hộp đó chứ. Rồi ok, 9.000 không sao. À, đây cái chỗ đây nè mọi người. Đấy, sau khi mà đóng những cái món quà được chế tạo xong sẽ mang vô trong này, thì ở trong này á là bọn y tinh nó sẽ phân loại và đóng gói, đóng quà, gói quà chứ nó đúng hơn là gói quà. Thì sau khi gói quà xong á là nó sẽ thả vô trong này để băng truyền nó đi vô trong cái túi quà của ông già Noel. Đây mọi người coi nè, đây cái túi này nhìn nó bự, thực chất là nó không đầy nha, tại vì nó chứa được rất là nhiều quà ở trong này, vô số quà. Còn nữa hả? À ok, chắc là xong chưa nhỉ? Dưới này xong chưa bạn ấy ơi, chứ giờ nhiều quá rồi, không có đủ kinh phí để xây tiếp đâu. Chắc là hết rồi đó mọi người. Ok, giờ cô lên cô xây cho xong cái khúc ở trên này nữa là được. Ồ, vậy là khúc này là xong rồi. Ngon. À, ở đây có rebirth nè mọi người, để coi tôi xây được bao nhiêu. Ôi ôi, 224 trên 460. Không biết có xây mới được, chưa được hai, chưa được một nữa. Chưa được một nửa nữa mọi người ơi, chưa được một nửa nữa. Ôi trời ơi, cái gì thế này, chưa được một nửa nữa. Ôi chừng nào mới xây mới xong cái khu này đây. Rồi ok, tôi xây xong được cái workshop và cái tòa lâu đài rồi đó. Và để dành cũng được mớ mớ, cũng được khá khá là lên được chắc tầm chừng gần 200 này, 180 nè. Ok rồi, bây giờ là ở đây thì sẽ có một cái nút, một cái button để tôi xây cái khu gì ở trong này, và một cái button ở ngay cái khúc hồi nãy nè. Đó, cái khúc hồi nãy tôi nói là nó không có cái nút nào hết á. Thì bây giờ không biết cái nút này nó bao nhiêu tiền đây. Chắc tầm chừng khoảng 6-7 Nhiêu 5.000. Ừ thôi kệ, nó cũng được đi, 5.000 đi cho nó đỡ, gọi là đỡ sót. Ôi ôi, ok, có cái 200 mấy ngàn là ngon rồi. được một cái một luôn. Rồi sau đó lên lại 7.000. Ô mày, ô khoan, ở đây có cái nhà tuyết, ở đây làm gì? Ủa sao tôi vô được? Ồ, à đây là nhà, à đây là nhà của chim cánh cụt, chim cánh cụt siêu to khổng lồ nè mọi người. Ui cái băng này nhìn đẹp ha mọi người nè, mọi người coi nè. Ủa cái băng này nhìn đẹp nè, quê nó phản đi đâu á, chứ nó không phải, nó phản trong cái nhà tuyết này đâu. Rồi à quên, nãy giờ là nãy giờ quên cho mọi người coi cái cực quang ở đây nè. Đó, quá đẹp không mọi người, cực quang nè. Đấy, ok sẽ kiếp thôi, coi nhiêu đó là đủ rồi. Ủa cái gì vậy, sao kẹt nguyên cái đầu vậy? Lên ngon. Đấy, đây chỗ này là cái chỗ đi lên. 8.000 cửa ý, 8.000 đây cái chỗ đi trượt nè. Uầy, xuống cái gì vậy trời, sao trượt lỗi như vậy? Tại vì đâu ra nguyên một cái đống tiếc ngay cái chỗ này, hàng chi nên trượt lỗi dễ sợ luôn á. Bây giờ lên có 15.000 luôn rồi mọi người ơi, 15.000. Ôi ôi, trời ơi, 16.000, 17.000.
Thôi cô đi vô cô xây cái 20 ngàn trước đi. Tôi đi vô xây 20 ngàn trước đi chứ bây giờ 10 ngàn rồi. Trời ơi, cái khu ở giữa này là cái khu kiểu gì mà sao tới 10 ngàn dữ vậy? Càng lúc nó càng mắc nha. Thiệt. Ở đây, ok, ở đây có cái 20 ngàn nè. Một cái Ginger Valley Entry, một cái lối vào Ginger là gần. Nhiều. Cái gì xây có nhiêu đây không à? Ôi dồi ôi. Sức người có hạn. Rồi ok à, treo thêm gần được một tiếng đó mọi người. Thì lên được tầm chừng 2 triệu nữa. Đó 2 triệu này thì tôi mong là mình sẽ xây xong được cái khu này cho ông già Noel à. Ở đây là bây giờ mình sẽ xây cái này được. À cà phê à, đây là cái tiệm cà phê dành cho những cái thằng yêu kinh lùng ở trong này để uống. Ồ, có đầy đủ hết luôn mọi người. Giống như thành phố có gì lại thì có hết luôn á. Thiệt. Rồi, ok. Nào bây giờ là một lần của nó xây là cái 14, 18 ngàn. Ôi, tôi mà không để dành lên 2. Tôi không biết là 2 triệu này mình có thể xây được full hết cái thứ này hay không nè. Cái này là cái khu, à đây, đây là cái tượng nè. Còn đây là cái khu, cái, hay. Đu quay. À, rồi, đầy đủ đồ chơi hết mọi người ơi. Thiệt luôn hết chứ. Rồi, ok, bên này là cái chỗ mà sân trượt băng nè. Đấy, hồi nãy là tôi xây chưa có xong là bây giờ tôi sẽ xây cho xong luôn. Ok, ủa chưa nữa hả? Còn cái này là gì đây? Penguin. À. À đây là nhân viên nha, nhân viên. À, ai mà muốn vô trực băng thì thuê giày trượt của mấy cái con penguin này. Còn đây là suối thiệt nha mọi người. Tôi không tin là trượt băng mà đâu ra cái dòng suối như thế này luôn á, thiệt sự. Hư cấu vừa phải thôi chứ. Rồi, thôi tiếp. À, nó bắt đầu nó ra dáng hơn rồi nè. Trời ơi, còn nguyên một khu này cũng chưa xây. Quá trời, quá đất, thiệt đó chứ. Rồi, pass. Xây luôn. Ôi ôi, mấy cái trái trâu mà nó tạo thành cái cây à. Đó. Đừng, khúc này đừng xây gì hết nha. Khúc này đừng xây gì hết. Có luôn hả? Tôi tưởng đâu bỏ được cái nào thì bỏ đi chứ. À, đu quay thẳng đứng. Ô, ghê, có luôn. Vậy tính ra cái này là khu vui chơi rồi. Cái này cánh ra là khu vui chơi rồi. Ôi, ông già Noel ổng chu đáo với mấy thằng yêu kinh dễ sợ luôn á. Sợ làm cực khổ nên là có những cái khu như thế này để mà thư giãn nè. Đó, tại vì tất cả các ngày trong năm thì đâu làm gì đâu. Đấy, nên là chỉ có gần tới Giáng sinh là phải làm cực lực để mà có đủ quà để cho ông già Noel đi phát. Đấy, nên là ông già Noel phải tạo ra những cái thứ này để cho bọn yêu kinh nó chơi. Ok. À, ngon. Ôi sắp ổn rồi, sắp ổn rồi mọi người. Còn cái khu chút xíu này nữa thôi. sắp ổn rồi. Ngon lành canh đào liền. Cố gắng lên. Mọi công sức sẽ được đền đáp. Cái này là gì đây? Cocoa District là gì cơ? À, chỉ là cái bức tường thôi mà. Đúng rồi. Festi Square à, một cái khu để chung để tổ chức lễ hội hay cái gì đó. Oh, ok. Rồi, đấy, bọn yêu kinh bắt đầu đi sâu vô trong này. Tại vì lúc trước là bọn yêu kinh nó chưa có đi sâu vô trong này đâu. Nhưng mà bây giờ mới lác đác vài đứa nè. À không, khúc này xây chưa xong mà bọn nên là bọn yêu kinh chưa thèm đi vô chỗ này luôn á chứ. Rồi, xây luôn. Đấy, bây giờ là... Ủa ở thú nhúng hả? À thú nhúng mọi người. Đây là thú nhúng. À thú nhúng, đây là thú nhúng nha, đây là thú nhúng. Còn đây là đu quay con ngựa nè. À, đu quay con ngựa. Cứ ngồi lên là nó chơi thôi. Ok. Rồi, cái này là gì đây? Rồi, cứ xây đi. Ủa, bây giờ lên một phát. Một cái bức tường của nó là 23 ngàn. Quá kinh khủng. À, khu này là khu gì? Khu quay phim đúng không? Chụp hình nè. Ôi my god. Chụp hình cái kê hả? Rồi ra bằng kiểu gì? À trên này có nút. Ôi mọi người coi đây. Ôi ôi. À sử dụng của bạn để lấy tấm hình và share. À có nghĩa là bây giờ hiện tại là vậy đúng không? Rồi sau đó mình phải bấm nút lưu. À mình phải bấm nút lưu thì nó mới lưu cái này lại. Oh my god. Quá trời. Kinh không mọi người? À đứng vô chụp hình clip nè, đứng vô chụp hình lại này để coi còn cái dáng nào khác không nha. À, vẫn có một cái dáng một thôi hả?
Đổi dáng đi chứ. Thôi một dáng một thôi, chụp làm gì. Rồi. Ủa cái này là gì nè các? Ồ một cái ốc bị trên kia có cái nút, trên kia có cái nút. Trời đất ơi. Trên kia có nút, trên kia có cái nút. Tôi thấy rồi, trên kia có cái nút. À, phải đi lên mới được. Ui giời. Ôi, mềm rớt. Sao mà cao dữ vậy, nhiêu. Ồ. Ôi ông già Noel nè. Ôi bây giờ mới được gặp ông già Noel. Wow. Ôi mọi người coi nè. Ê, ông già Noel đi mà rớt quà quá nha. Không được nha ông già ơi. Thiệt tình đó chứ. Thôi ông già Noel muốn làm gì làm. Con xây cho xong rồi con đi. Chứ giờ con đi chóng mặt quá rồi. Ok. Wow. Cây thông Noel Giáng sinh đúng bự luôn. Uê. Đúng là chỉ có ở Bắc Cực mới có thôi. Chỉ có ở tại cái khu của ông già Noel mới có được cái cây như thế này thôi. Xong. Xong rồi. Được bao nhiêu rồi? Được bao nhiêu phần trăm rồi? Trời ơi mọi người ơi, còn có 100 mấy cái nút chưa có xong nữa nè. Đây, nó đang chỉ nè. Rồi. Rồi khu này là coi như xong rồi nè mọi người. Đó, khu này xong hết rồi nè. Tại vì bị tôi bấm là nó đá tôi dùng một cái khu riêng như thế này. Ở khu này tôi không có trong bản vẽ nha, chứ bây giờ tôi đuối lắm rồi. Không có trong bản vẽ nha, nhưng mà thôi xây hết 1 triệu này thôi nha. Còn xây lối đó là không có vụ đó đâu ông già ơi, hết sức rồi. Đấy, thôi xây cho xong cái khu này còn dư có 1 triệu lận mà. Nên thôi xây cho xong luôn. Đó. Khu này là khu gì cả? Không, đừng nói khu này là khu nghỉ dưỡng của khách nha. Nhưng mà người ngoài làm gì vô được khu trong này. Thiệt. Ok. Town Bus rồi. Ôi. Này là nguyên cái thị trấn rồi. Cái này là nguyên cái thị trấn rồi. Rồi. Xong. À. Xong được một cái khu như thế này. Còn lại vài cái ngay chỗ này chắc cũng tầm chừng 1 triệu nữa. Thì tôi nghĩ chắc là sẽ xây xong cái khúc đó. 1 triệu nữa nha. Tầm chừng 1 triệu nữa. Nhưng mà cái khu bên ngoài này thì tôi đã xây xong rồi nè mọi người. Đó. Một Bắc Cực hoàn toàn mới dành riêng cho ông già Noel. Quá trời đẹp luôn. Mọi người thấy không? Đấy. Rồi thì ok. Thì cuối cùng cha nói chung là xây cho xong, xây cũng xong rồi đấy. Đấy, còn khu dưới phía dưới kia nữa thì thôi khi nào rảnh thì lên xây sau. Rồi thì ok, thì Kia sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye mọi người.